Anh chị em thân mến, trong đêm rước hôm này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vừa qua, tức là từ tội chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng hợp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và xuất sắc cử hành những cái tín ngưỡng để mầu nhiệm vừa qua của Đức Kitô. Với niềm hy vọng sẽ được cùng người chiến thắng sự chết và cùng người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một đến dạy ánh sáng vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này và trong suốt thời gian mần lễ vừa qua, xin cho niềm khao khát nước trời cùng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàng tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. Người là chủ thời gian và muôn thế hệ. Vạn tuế Đức Kitô, đứng viên hiện quyền năng. Vạn vạn tuế. Amen. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Đức Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Xin Đức Kitô đấng phục sinh vinh hiển chiếu dọi ánh sáng của người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta.
để tôi hân hoan ca ngợi cây nến quý.
Thank you.
người đặt đổ bánh xe